Hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật để xem xét dự thảo 4 luật, trong đó có luật đất đai sửa đổi. Thủ tướng đã chỉ đạo luật đất đai sửa đổi phải đảm bảo thể chế hóa nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời nhấn mạnh luật đất đai liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực và nhiều luật nên phải nghiên cứu sao cho kỹ lưỡng và thận trọng. Thủ tướng yêu cầu Bộ chủ trì soạn thảo luật tiếp thu ý kiến các thành viên chính phủ và các chuyên gia cũng như các nhà khoa học, đối tượng mà luật tác động để hoàn thiện trình Quốc hội. Và trong nội dung lần này thì vấn đề đảm bảo quyền lợi cho người dân tại các dự án khu vực thu hồi đất đang hết sức được quan tâm. Bởi từ nhiều năm qua thì tại nhiều dự án thì đã bị ảnh hưởng kéo dài đến cả hàng chục năm trời do vướng ở khâu đó là giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. Không chỉ cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng mà doanh nghiệp cũng gặp khó khăn vì không thể hoàn thành dự án. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới tình trạng đó là khiếu kiện kéo dài. Và luật đất đai sửa đổi đã có đề cập tới một số giải pháp để có thể khắc phục tình trạng này. Trước hết thì mời quý vị theo dõi ghi nhận một số câu chuyện cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự án cầu Nam Lý nằm tại thành phố Thủ Đức có tổng mức đầu tư là 857 tỷ đồng, được khởi công vào năm 2016, dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2018. Nhưng đến nay, tức là sau hơn 3 năm, cây cầu vẫn chưa thể hoàn thiện, dù đã đạt được 40% khối lượng. Nguyên nhân cây cầu vẫn chưa thể tiếp tục thi công là vì còn vướng khâu giải phóng mặt bằng. Dù có thông báo di dời từ 5 năm trước, nhưng đến nay gia đình bà Huyền vẫn chưa được tiến hành bồi thường. Nguyên nhân là do chưa thống nhất được giá đền bù. Hiện công trình đã dừng thi công, khiến hàng chục hộ dân nằm trong quy hoạch như gia đình bà Huyền bị ảnh hưởng. Đi cũng không được mà ở cũng không xong. Có những nhà như là sập xệ đó, rồi cái hướng đền bù thì cũng không biết sao. Nhà nước cho người dân, ví dụ như là tái định cư ở một cái nơi nào. Ví dụ như bây giờ nhà chị là ví dụ 50 mét vuông thì tới ở một cái phương trời mới cũng có số đất y như vậy. Rồi như là hỗ trợ cho người dân thêm một chút ít tiền để có xây cất lên ở cấp 4 cũng được. Đây là tình trạng diễn ra khá phổ biến tại nhiều địa phương khác. Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cho rằng điểm nghẽn giải phóng mặt bằng tại các dự án, trong đó có cả dự án đầu tư công, xuất phát từ phương án bồi thường chưa đồng thuận với người dân và thiếu nguồn vốn phát triển quỹ đất. Chúng tôi thấy rằng đối với cái dự thảo luật đất đai thì có một cái định hướng là sẽ phân bổ tối thiểu 10% cái tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thu được trên địa bàn cho cái quỹ phát triển đất, và cái quỹ đó là cung ứng vốn cho cái trung tâm phát triển quỹ đất để đi bồi thường. Trước phương mắc về giải phóng mặt bằng, phía người dân và doanh nghiệp đều đang mong chờ sẽ có những thay đổi đột phá từ luật đất đai sẽ được sửa đổi trong thời gian tới đây.